các động cơ diesel nhỏ nhất thế giới và âm thanh của nó. Động cơ xăng 4 xi lanh 4 thì nó chạy trên bơm khí 92 octan với dầu động cơ 10W30 trong hộp quay. Chuyển đổi Adon OHW cho Ford được thiết kế bởi Zora Arkert Dantovan, anh trai của anh ta là Yuri, như Adon Engine Company of New York vào cuối những năm 40. Công ty sản xuất Ford bắt đầu với việc thành lập dịch vụ bánh xe Stockton vào năm 1883 tại Stockton, California, Hoa Kỳ. Benjamin Hoth sau này được ghi nhận bằng sáng chế thiết kế máy kéo bánh xích đầu tiên sâu bướm đã hợp nhất công ty sản xuất Hoth vào năm 1892. Đây là tỷ lệ 1/3 động cơ V8 Adon Header vòng quay lên tới 10.000 vòng trên phút. Adon Header phát hết này mất hơn 5.000 giờ để hoàn thành. Động cơ diesel 4 xi lanh 4 chu kỳ này, động cơ khối được làm bằng gang và dài 7 inch, nó chạy vào khoảng 2.200 vòng trên phút.